Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, 60 năm hệ chuyên và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu ở tỉnh Nghệ An hôm nay đang vươn lên từng ngày. Không chỉ là ngọn cờ tiên phong, tinh hoa của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An mà còn là ngôi trường uy tín, thuộc top các trường chuyên hàng đầu trong cả nước. Từ năm 2013 đến năm 2024, nhà trường có hơn 1.000 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 49 lượt dự thi các kỳ thi khu vực và quốc tế, trong đó có 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Kết quả tuyển sinh vào đại học của nhà trường liên tục nằm trong top đầu của cả nước với nhiều học sinh đỗ thủ khoa, á khoa, ghi nhận những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của nhà trường. Dịp này, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhì.